Đợi chị xíu em nha. Dạ dạ. Ôi, mẹ mang đầy đủ không vậy? Đầy đủ rồi chị ơi. Cho chị tô cháo bé ơi. Rồi rồi rồi, rồi. Ăn giá không chị ơi? Đầy đủ đi. Đầy đủ nha. Ừ. Để em xíu nha. Là gan mè đầy đủ luôn phải không? Ừ. Vậy đó. Ủa, cái này là gì vậy bé? Ừ. À, cái này là em chỉ bán buổi sáng thôi. Vậy hả? À, cái sodo đám cưới của người ta. Cho em một bạn bán buổi sáng. Còn buổi chiều em trả lại. Ơi, buôn bán kiếm thêm mà chị. Đẹp đồ cũng đẹp quá ha bé. Ừ. Trời ơi, cái chị này bán đồ cho đám cưới, thuê đám cưới đồ trang điểm tiệc cô dâu đồ cũng đẹp lắm á trời. Dạ. Nhưng mà được cái chị cũng tốt bụng, chị cho em mượn mặt bằng bán buổi sáng. Ừ. Ừ. Liễu ơi. Liễu liễu liễu. Dạ, cái ai vậy? Liễu liễu liễu. Nhà kêu kìa. Là chị nó nghe nè. Em nghe. Sáng giờ bán được không em? Dạ sáng giờ bán cũng được. Được. Được ít tô. Em nó nghe nè. Em bán hết bữa nay nữa thôi nha. Chiều nay chị lấy mặt bằng lại. Ủa sao vậy? Dạo này khách khứa rồi à, buổi chiều chị cũng quẩn đó, chị lấy mặt bằng lại rồi chị định bán thêm đồ ăn sáng. Ủa bình thường chị cho em thuê tới 9 giờ sáng mà bữa nay chị lấy lại cho em bán đây cũng cả năm trời rồi. Chị lấy về em biết gì đâu giờ. Thì bây giờ khách khứa của chị nó ế ẩm quá, bây giờ chị lấy lại chị bán đồ ăn sáng chứ bây giờ siro không có đủ tiền trả tiền nhân viên em ơi. Chứ bây giờ cho em thuê có bao nhiêu tiền đâu, chị dự định là mở ra bán đồ ăn sáng hiểu không? Bán bún xào, bún thịt nướng rồi đó. Nha, nghe. Bán hết bữa nay nữa thôi nha, ngày mai trả mặt bằng lại cho chị. Nha. Đừng có buồn nha. Đừng buồn nữa. Mặt bằng ta mà, ta muốn lấy lại lúc nào lấy, đâu phải em thuê em hợp đồng dài hạn đâu mà. Rồi giờ tính sao? Giờ biết sao giờ chị? Tội nghiệp không, nhỏ mới bán được có lấy mối khách khứa và lấy mặt bằng lại rồi. Nào giờ bán cho hợp đồng gì xong nào cũng có là hợp đồng dài hạn đâu. Ừ. Cái người ta muốn lấy lợi ta lấy chị. Giờ em biết muốn bán ở đâu nữa. Bán ở đây nó quen rồi. Kiểu khách quen á ha. Thôi nín đi đừng có buồn nữa. Mà cho chị hỏi ai bán có dư giả gì không? Hả? Không có dư gì được nhiều đâu. Chắc chút ít thôi chứ ba bán ba cái cháo này có lời liếm gì đâu ha. Ai biết đâu tự nhiên cái đùng cái giờ ba lấy lại vậy đó. Biết sao giờ em đi đâu bán giờ. Em tô cháo chị ơi. Tô cháo kìa bé. Làm em tô cháo. Thôi lo bán đi đừng có khóc nữa. Em về em hết sức bán luôn rồi. Thôi có gì đâu, không có chỗ này có chỗ khác. Chủ yếu là mối ha. Đúng rồi. Không mà bà bán cháo ngon là. Em tô cháo luôn đi. Em tô cháo nó hai tô chị ơi. Tội nghiệp ghê luôn, khóc hoài. Sao khóc chị? Lấy mặt bằng lại rồi, cái chủ nhà chỗ này nè, lấy mặt bằng lại. Rồi giờ không có tinh thần gì bán hết trơn. Tội nghiệp quá trời, buôn bán cực khổ. Bà bán ngon lắm á. Ở đây là ăn bả giết kiền á. Em Tội nghiệp. Ủa chị thôi đừng khóc nữa chị ơi. Đừng khóc nữa chị ơi. Đúng rồi chị nghe. Giờ không biết giờ buôn bán giờ sao. Tội nghiệp. Khóc khổ quá. Thôi đừng có khóc nữa. Giờ khách ta quen rồi. Em đi đâu người ta cũng ủng hộ về em hết trơn. Với lại mai mốt chị giới thiệu bạn bè chị lại ủng hộ em ha. Mà em bán ở đây quen rồi chị hiểu không? Đây chị buôn giùm cho. Buôn bán từng ngày kiếm từng đồng gì nữa mà. Bả vậy khổ ghê. Cảm ơn em. Ở bên kia còn hai tô cháo nữa kìa. Thôi nín đi có gì đâu mà khóc. Trời ơi, cuộc sống mà em nó gì không đó. Mặt bằng của người ta chứ phải là thôi nào giờ nuôi là cho em bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ừ. Mà bây giờ nỡ lòng nào cái thời gian cái lấy mặt bằng gì vậy em cũng không biết sao luôn. Mà Tết nhất tới nơi nữa trời ơi. Thôi nín đi. Lại chị ơi. Rồi đại thôi làm cho khách đi. Mà hôi một kê chảy lòm đọp ra trơn rồi kìa. Thôi chị ơi đừng khóc nữa buôn bán kìa. Ừ. Khách ta đợi. Chị cứ bán đi, tụi em ủng hộ chị mà, lo gì. Thôi đi đâu tụi em cũng đi đó em, à. Nói nghe nè, phải giàu xuống như người ta đâu. Thì bởi vậy bán này lời có bao nhiêu đâu, cắt cụm thôi chứ giàu có gì đâu.
Giờ em biết sống thì sao nữa nè. Thôi không có buồn nữa nè, vui lên, hiểu không? Không có chỗ này có chỗ khác, phải chi nhà chị mà có mặt bằng im chị cũng cho em bán rồi. Thằng này nhà chị ở trong hẻm hốc cả tó đặng ha. Thôi nín đi, thôi để chị, để chị kêu gọi mọi người giúp ích với em. Ê nó nghe nè, tội nghiệp quá à. Không mấy giờ chị em mình góp chút ít gửi cho nó đi. Góp chút ít gửi cho nó kia nó có đồng ra đồng vô chứ giờ lấy mặt bằng lại rồi. Ấy giờ bị lấy lại rồi. Bây giờ không có biết chỗ nào mà góp được nhiêu hay nhiêu cho bà chị mặt bằng cũng được. Bán luôn ba cái cháu này có lời lớn gì đâu. Mà giờ lấy mặt bằng lại rồi con nhỏ không có cái gì mà bán được chứ. Thì có ít đồng nhiều đi, ai giúp được nhiêu giúp. Cho bán mướn mặt bằng khác mà làm. Rồi. Rồi chứ. Rồi ăn xong đi chứ. À. Rồi để chị gom. Ê, chị cứ đứa 10, 20 gì 50, 100 gì ha. Cứ nói đưa cho chị rồi chị. Để chị em ăn rồi cái đi. Rồi, chị đưa lại cho. Rồi cái. Gì chị? Ủa em ơi. Hả? Chị nói gì? Này gì vậy? Ủa giờ nào vậy? Chị chưa thấy ai đi dòng xi men bao giờ hả? Cái này gì? À, kiên cổ. Kiên vàng hả? Ừ. Ủa sao nãy chị nói là cái chị này bà bán cháu khổ lắm mà kêu quyên góp chi vậy, rồi giờ thấy bà đeo lông thần chữ vậy? Ủa ai mượn? Sao hồi nãy thấy chị ngồi khóc, người ta lấy mặt bằng lại, chị ngồi chị buồn bã, chị không có bán luôn được rồi giờ. Quyên góp gì? Quyên góp gì? Khóc gì? Chị tính ghê quyên. Không. Em buồn là tại vì em chứ em bán khiếp chịu cho mấy ông công trình ở đây gần cả trăm ngoài tô rồi, sợ em đi vậy không? Mấy ông chịu trả. Trời ơi, bà nội này bà nội bắt tay lắm nè. Ủa là bà kêu gì nè? Bà kêu á tụi em thấy chị tội nghiệp quá là quyên góp lại cho chị 20.000 gì đó. Để dành quyên góp cho người khác đi chứ đâu có mượn. Bà nội này bà rảnh như thiệt chứ. Trời ơi, nhà em cũng ăn cũng để cũng dư chắc ở nhà gần gầm đó mà buôn bán cháu gì đam mê thôi hả? Trời ơi trời, bà nội nó báo đi. Mẹ ơi, đam mê lắm bán cháu. Bây giờ là đúng rồi đó, bà lo sao quá. Sao mình tại lanh dữ vậy trời. Lại bà thiệt cũng mình. Ăn gì bé ơi? Nãy em là cháu đó chị ơi. Đặc biệt cái bình hơn. Hả? Đặc biệt cái bình hơn. Đặc biệt đi. Biệt phải không? Mốt bà bớt tay lanh lại nha. Trời ơi. Lấy đũa anh kia chị nha. Xem tôi là biển nha vậy. Ôi giờ không biết sao. Đợi chị xíu. Chị lấy cái điện thoại nghe, chị điện nghe đem tô rồi cái. Tô sáng ngày chưa rửa. Rồi. Bà tay lanh thấy sợ gì không? Ai mà biết đâu. Ê. Người ta lấy mặt bằng lại, không có làm gì được. Ừ, sao mà đi ra. Không có nói xử với người ta gì được, đi ra. Đúng rồi chị ơi. Không có được. Biết là người ta lấy mặt bằng, biết là em đang tức giận, em đang ghét người ta, em không có làm gì được. Không có nói xử với người ta gì được ha. Không có chị, được. Chị làm vậy á, người mất công người ta báo chính quyền. Mất uy tín lắm, không có được. Bán cháu mà sao kỳ. Cái xác của người ta không có lấy được. Chị ơi, chị cứ bị nhầm nhầm cái xác của em gửi đây thôi hả? Bài. Em đừng làm mấy cái chuyện này ha. Cái này là của chị chủ nhà, em không có đối xử với chị đó vậy. Ủa, được. Có gì ông sầm như liễu? Bé nó tính lỡ thôi à, lỡ tay thôi à. Lỡ gì? Cái xác của chị. Em đại diện em xin lỗi nha. Cái xác của em chị ơi. Cái xác của chị này, chị biết. Đúng không? Cái xác của chị đúng không? Nó nghe nè chị. Hả? Chị ăn cháo phải không? Ừ. Ăn cháo rồi ha. Ăn cháo rồi chưa? Đang ăn hả? Ừ. Để đáng ăn đi tiếp đi chị. Cái xác của ông liễu. Nha. Của em. Nó gửi em. Em gửi đỡ thôi à. Cái xác này của nó mà. Đỡ cho hôm nay rồi ngày mai em đem đi nha. Ừ thì ngày mai em dọn chỗ này trống đi, thằng chị làm cái mặt bằng này sáng. Ủa, sao bà lại lanh dữ vậy? Không phải vô duyên vô cớ, em nói chị nghe, không phải vô duyên vô cớ mà em lấy mặt bằng lại đâu. Thì sao? Tại vì chó thuê mặt bằng nè, bày đầy ra đây trơn, người ta tưởng nó đánh đầu em ơi, đánh đầu kìa. Đánh đầu kìa, bán cháu rồi chị ơi. Trời ơi, Khánh Đằng như rụng ơi đang ngồi trong. Hồi sáng giờ đâu vậy trời? Trời, sáng giờ đang bận ở ngoài kia. Chồng. Kêu giao cái tô cháo rồi bây giờ tới giờ về. Sao bán được em? Sáng giờ bán được có 200 tô chứ nhiêu. Nấu thêm hai nồi đi. Nấu thêm hai nồi đó hả? Ừ. Rồi để giờ bán ra nấu nha. Cái vậy chị nói chồng á hả? Chồng đó. Thấy vậy thôi chị ơi. Rồi. Bán cháo đam mê thôi chứ. Ủa? Nhà nó giàu dữ lắm. À, anh là chồng của chị bán cháo vậy đó hả? Đúng rồi. Alo. Nghe. Chia sẻ của đà bàn. Nghe. Đang nói nghe nè. Em hết gao niêm rồi, đang cho mình mới gao niêm nha. Gao niêm đúng không? Gao niêm. Rồi, ok. Lấy ớt rồi, lẹ, hả? Lấy ớt không? Ờ, chị mấy ớt đi. Rồi, đợi gì xíu. Rồi, tắt nữa nha. Rồi. Em ơi. Tính ra đây rồi, đã chút kế bên luôn. Chị ơi. Chị.
Bán gheo hả? Ờ, chị bán gheo. Sao đứng đây không la đi mà nói chuyện với bộ đồm chi nữa vậy? Không, cho nó đúng cái lưu đích chị ơi. Buôn bán bây giờ phải đầu tư chị ơi. Em mua cái bộ đồm nhiêu tiền á? Đến mấy triệu. Ừ. Thì em nấu mấy đồ đây em. Ê nó nghe nè. Coi chiều nay về á kêu xe lại chở đồ đi đi. Chị mới lấy mặt bằng lại rồi. Đâu vậy chị lấy mặt bằng lại à? Đúng rồi, ừ. Chị lấy mặt bằng lại đặng ngày mai chị bày ra chị bán đồ. Ủa sao sao vậy chị? Còn mà quá em ơi. Chắc ngày mai mưa mưa bên kia em bán quá. Vậy? Bả lấy mặt bằng lại rồi. Trời sao nhỏ đang buôn bán được thì đi lấy lại chị. Chị châu cột với châu ăn chưa thấy buôn bán được đâu cái gì kiếm tới kiếm này kiếm nọ kiếm chuyện. Mà bà lấy lại đó làm gì chứ buổi sáng bà có bán buôn gì bà đâu. Bà nói bán đồ ăn sáng. Rồi biết luôn. Là hiểu rồi thấy buôn bán được đâu cái nói này nói kia đó gì đó. Giờ em bán này cả năm trời vậy. Thôi chị khỏi chị khỏi chị khỏi nha. Biêu ghiếu gì biêu ghiếu. Ai nói nó đúng mà. Bán đi thôi gì đâu làm. Anh cứ kêu xe về. Lấy chiếc con gòi trong để trong xe trong kho á. Ha. Cái gì rồi. Hay là chỉ lấy chiếc Lamborghini lại chở đồ cũng được. Để chịu anh kêu tài xế qua chở cũng được. Hay. Hả? Ông tài xế em cho em đi du lịch rồi. Du lịch à? Thôi vậy chiều để anh chạy qua. Anh chạy đi. Ừ. Anh với con người chạy chiếc. Ừ. Qua chở đồ về. Với lại mà nói nghe nè. Sao nữa? Chắc cái này chắc buôn bán không được đâu anh ơi. Còn chở cái sắt nặng nữa. Thôi bán thấy bán này không được đâu chắc. Thôi vậy anh điện cho lên mắt 81 tầng á, thêm tầng trên 81 đi. Là chị anh bán à? Ừ, chị anh bán mẹ chứ rồi chứ buôn bán chứ mệt quá chứ mệt kìa. Bây giờ anh bán cho nó mát. Để chiều nay anh dọn rồi anh điện luôn. Chị thấy rồi. Đúng đó em. Em chiều chạy xe qua lẹ lẹ nha. Chiều trả mặt bằng với chị á. Tại vì chứ mở để chị. Ví dụ mà chị mướn ở trên cái lăng 81 chả đó. À. Chị mướn ở trên ta tầng 81 luôn. Cái em leo lên em ăn tô, cái em leo xuống cái là nó hết tô cho cháu của chị luôn á. Không thang máy giờ thang máy hết trơn nha. Thang máy hả? Ừ. Thôi ơi, đó, tính tiền hiện tại đó. Thôi. Vậy là chia tay hả trời? Tiện lắm em. Giờ thôi tính tiền giáo cho chị bữa giờ đi rồi chị tính tiền giao cộng lại luôn. Thôi, cho đó. Chứ bây giờ buôn bán cực khổ bữa giờ mà cho cái gì? Trời ơi, bán gì đam mê mà cực khổ gì bà ơi. Trời có ba tô cháo chứ tiền giao tới 250 rồi em. Ừ. Gì? Ba tô cháo bao nhiêu? Thì giao bao nhiêu? 250. Rồi xíu nữa nó cho bà 300 chẳng đó. Thôi, đi rồi. 200 được rồi. Dạ. Yeah. Thôi. Đó chứ cũng là phải làm việc chia tay. Quá trời mắc chia tay rồi. Trời ơi thấy... Mẹ nó vô duyên bạn bè người ta hồi đó giờ các bạn làm ăn của người ta. Người ta phải chia tay chứ đúng không? Bán cả năm trời ở đây chứ cái gì. Nó nghe nè mà mốt sao ăn. Sao nói vậy tôi ở đây bảo mẹ với tôi đây. Mà mốt có ăn rồi qua địa chỉ mới em ăn nha. Nha. Địa chỉ mới đâu chị? Thì lăn mắt 81 gì đó. Chắc tầng trên cái lăn mắt 81 là cuối cùng á. Chị thấy bạn cũng chả. Ừ. Ê rồi tụi bay lên đó ăn đi rồi tôi cháo hả? Tụi bay tính tiền của 200 cầm. Hả? Tính tiền. Thôi vậy bữa nay coi như là em cũng chia tay bữa cuối mấy chị cũng thương tình mấy chị muốn giúp đỡ em. Thôi em tặng người tô đó ăn người lấy. Được tặng luôn hả? Ê cũng nhờ bà mà tôi được tặng tô cháo luôn mà đợi. Tặng luôn hả? Không lấy tiền luôn hả? Ừ. Nói chứ nó ở đây nó tốt ta tầm tốt tánh lắm chứ có phải là nó ấy đâu. Tốt dữ rồi. Nha, em đi làm à. Ừ. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Em đi về. À, chị về mà nói nghe nè. Gặp chị như chị này á. Chị cũng lấy mặt bằng em lại rồi. Ủa? Má ơi bán cháo mà xin nó bán cái gì không mà trời. Ủa người ta buôn bán được không cho người ta buôn bán trời. Ừ. Mẹ ở đây lấy. Trời. Rồi tôi kêu dọn. Trời tính ra hai mẹ này chị đáng lẽ chị em nhau á. Ê nó nghe nè. Cái sạc cao của bà bển á. Cái gì vậy? Tặng đó. Coi như chị em chia tay nhau tặng làm quà kỷ niệm. Ôi là trời thì cái đành đoạn gì tôi đi ở đây có năm trời rồi. Tự nhiên giờ đụng cái đi cái buồn hiu rồi trời. Thôi gọi là bữa nào qua lăn mắt 81 tặng cháo với em. Ha, em điện thoại giao giao lên cho anh cũng được. Ê nó nghe. Chọn rồi á. Em nhớ chị không? Không. Nhỏ này vô duyên trời. Nhớ cái cù lôi á. Rồi cái mặt bằng của bà bển chuẩn bị ngày mai trả tôi luôn đó. Bà khỏi. Bà nghe ẩm quá con trăm mấy tô rồi trời. Gì có trăm mấy hả? Ừ. Trời ơi, mỗi ngày cũng có 200, 300 ha. Bình thường 380 em chiếc 400 tô quá đổi gì. Thôi kệ coi như buổi sáng rồi bán cái công ty trước cửa công ty này không ra ào bán không kịp rồi. Biết sao không? Cái dòng mà lớn quá nè. Chắc gì mồn cho khác. Dọn đi. Thôi chị về bán chiều đi đi. Ai, đi cái lấy nha. Này nhờ cái dòng tôi lớn á nó mới được ngày hôm nay đó má. Thôi dọn giùm chị nha em.